Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bị dân vây giáo giết của nhà nguyên Bộ trưởng Công an huyện phải trả lại số tiền đã quỵt của ô xin. Sau thời gian 5 ngày bị dân vây nhà đòi tiền thì nguyên Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương, Nghệ An đã phải thừa nhận về sự việc là đã và hứa sẽ phải trả lại toàn bộ số tiền mà đã cầm của người giúp việc. Chiều ngày 20 tháng 8, ông Trần Văn Nhã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết ông Trần Đình Chức, nguyên Phó trưởng Công an huyện Thanh Chương đã thừa nhận có cầm tiền của người giúp việc và hứa sẽ trả lại đầy đủ. Cụ thể, hai bên đã ngồi lại nói chuyện thỏa thuận với nhau. Ông Đức đã trả lại số tiền 162 triệu đồng cho Ngô Thị Trung từng giúp việc cho gia đình của ông. Số tiền còn lại ông Đức hứa trong 2 tháng nữa sẽ trả cho chị Trung. Chúng tôi đã dùng nhiều biện pháp vận động thuyết phục, cuối cùng thì ông Đức đã thừa nhận sự việc và cam kết sẽ trả lại tiền. Chúng tôi sẽ thông báo với người dân để mọi người giải tán, không tụ tập nữa, ông Nhã nói. Sau khi nhận được thông tin, chị Trung và người dân đã hò reo vui mừng vì đã đạt được kết quả và giải tán sau đó. Như báo Lao Động đã đưa tin thì từ 5 ngày nay, chị Ngô Thị Trung và nhiều người đã tụ tập trước cổng của nhà ông Trần Đình Đức tại xã Đồng Văn, hô hào yêu cầu ông Đức trả lại tiền cho chị Trung. Vụ việc tụ tập hô hào diễn ra cả ngày lẫn đêm, gây áp lực rất lớn cho gia đình của ông Đức. Theo chị Trung trình bày thì khi giúp việc cho gia đình của ông Đức, chị đã nhiều lần đưa tiền cho vợ chồng ông này để nhờ mua đất. Tổng số tiền là 680 triệu đồng. Do tin tưởng ông Đức nên quá trình giao tiền không có giấy tờ. Tuy nhiên, ông Đức không mua đất giúp mà phủ nhận việc nhận tiền. Trước đó thì ông Đức trình bày với cơ quan chức năng phủ nhận việc nhận tiền của chị Trung. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam vừa kỷ luật cảnh cáo thêm 2 trung tướng công an, quân đội và 2 đại tá quân đội vì đã vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai. Trang thông tin chính thức của chính phủ cho biết hôm 17 tháng 8 năm 2020. Theo đó, Trung tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4, Trung tướng Trần Xuân Ninh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 4 và 6 đại tá khác bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và pháp luật về quản lý sử dụng đất đai và trong tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư và quản lý sử dụng đất đai tại đơn vị. Xét nội dung, tính chất, mức độ hậu quả vi phạm, căn cứ vào quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Trần Xuân Ninh, Đại tá Mai Văn Hào, Đại tá Phan Văn Tiên, Đại tá Nguyễn Văn Giang khiển trách, các ông Đại tá Nguyễn Xuân Đông, Đại tá Phạm Bảo, Đại tá Nguyễn Tuấn Anh. Trang tin Chính phủ Việt Nam dẫn thông tin từ Ủy ban này nói. Và kể từ năm 2017 đến nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam bắt đầu cấm các đơn vị không được ký hợp đồng liên doanh liên kết liên quan đến các dự án sử dụng đất quốc phòng và thu hồi đất đối với các hợp đồng hết hạn. Theo đề án tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp, quân đội đến hết năm 2020 theo phê duyệt của Thủ tướng Việt Nam. Hàng loạt tướng lĩnh quân đội đã bị kỷ luật vì liên quan đến vấn đề đất đai trong vài năm gần đây, trong đó có cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, cựu Tư lệnh Hải quân, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã bị cách hết các chức vụ trong Đảng hồi năm ngoái vì các cáo buộc liên quan đến vụ án Đinh Ngọc Hệ, tức Út Trọc, và 10 khu đất quốc phòng bị chuyển đổi mục đích sử dụng gây thất thoát nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, quân đội. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiều khu đất vàng trong số này đang bị kiến nghị thu hồi. Mặc dù thừa nhận một số cán bộ đảng viên trong quân đội có biểu hiện thiếu tu dưỡng rèn luyện, lợi dụng chức vụ quyền hạn, nhưng Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thư trả lời kiến nghị của cử tri Đà Nẵng hồi tháng 2 khẳng định các tướng lĩnh quân đội bị xử lý chủ yếu là do buông lỏng lãnh đạo, thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai chứ không phải do tham nhũng.
Trong số quân nhân bị xử lý kỷ luật, số quân nhân bị xử lý do tham nhũng rất ít, chủ yếu là cán bộ cấp phân đội và quân nhân chuyên nghiệp. Riêng số quân nhân và cấp tướng bị xử lý, không có đồng chí nào bị xử lý do tham nhũng, thanh niên dẫn văn bản của Bộ Quốc phòng Việt Nam nói. Và theo bộ này thì các vi phạm đất đai trong quân đội chủ yếu tập trung vào các nhiệm kỳ 2005-2010, 2010 đến 2015, tức trong giai đoạn nắm quyền của Thủ tướng bà X Nguyễn Tân Dũng. Một cựu tá quân đội Đinh Ngọc Hệ thường được báo chí Việt Nam nhắc tới với danh xưng út chọc với và người đang thi hành một số bản án bị kết án từ trước, có thể cũng sắp phải chấp hành thêm một số biện pháp pháp lý trong một vụ việc khác. Vụ này liên quan đến một số thứ trưởng giao thông vận tải, người bị bắt và bị khởi tố bị can tuần trước, cũng theo báo chí của nhà nước. Hôm 14 tháng 8 năm 2020, báo Lao Động đưa tin cựu thứ trưởng giao thông và vận tải ông Nguyễn Hồng Trường bị bắt vì liên quan đến út chọc Đinh Ngọc Hệ. Báo Sài Gòn Giải Phóng hôm Chủ nhật 16 tháng 8 cho biết thêm về việc khởi tố và bắt giam ông Nguyễn Hồng Trường, cựu thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Thông tin từ Bộ Công an cho biết là ông Nguyễn Hồng Trường bị bắt do liên quan đến vụ việc tiêu cực xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh, công ty Yên Khánh, tổng công ty Cửu Long và các đơn vị trong việc đấu giá và thu phí tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Hôm thứ Sáu, vẫn theo báo Lao Động thì cựu đại tá quân đội Đinh Ngọc Hệ có vai trò đáng lưu ý trong vụ việc và thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường và cựu bộ trưởng Đinh La Thăng trước đó đều vướng vào vòng lao lý. Tờ báo thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho hay, ông Đinh Ngọc Hệ làm chủ công ty cổ phần đoàn Yên Khánh, nhưng doanh nghiệp này không có vốn, không có cơ cấu tổ chức, nhân lực. Công ty lập ra chỉ là ký hợp đồng liên doanh phục vụ cho mục đích cá nhân kiếm lời. Thế nhưng, công ty Yên Khánh sau đó đã trúng đấu giá 2.004 tỷ đồng và được quyền thu phí từ 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018. Theo hợp đồng thì công ty Yên Khánh phải thanh toán 2.004 tỷ đồng trong 3 đợt diễn ra trước tháng 11 năm 2014. Tuy nhiên phải sau 15 đợt và đến ngày 31 tháng 3 năm 2017, phía Yên Khánh mới hoàn tất việc thanh toán. Gần đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục có các phiên họp và nhiều thông báo về kết quả kiểm tra xử lý các vụ việc chống tham nhũng trong nội bộ chính quyền, các cơ quan đảng và lực lượng vũ trang, trong đó có nhiều vụ đại án được dư luận quan tâm tới. Và bình luận về công cuộc chống tham nhũng mà ban lãnh đạo đảng và nhà nước Việt Nam đang tiến hành mấy năm qua cho tới thời điểm hiện nay, nhà báo Mạc Việt Hồng, chủ biên báo mạng Đàn Chim Việt từ Warsaw, Ba Lan, nêu đánh giá của mình với BBC News tiếng Việt hôm thứ Năm. Chống tham nhũng ở Việt Nam không được làm một cách tận gốc, bởi vì nếu muốn chống tham nhũng tận gốc, Việt Nam phải có đa đảng và tự do báo chí. Nhưng tôi cũng ghi nhận rằng công cuộc đốt lò của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng cũng có những thành công nhất định, mặc dù ông chỉ chống phe nhóm là chính. Thứ nhất là chúng ta thấy cũng đã cho vào lò một số thanh củi gộc, thanh củi lớn, một số vụ án lớn mà trong đó xử đến cấp bộ trưởng, đến những mức án cảm thấy là rất đích đáng. Mà tôi cho rằng, đánh giá rằng công cuộc đốt lò có những thành công nhất định, tuy rằng như đã nói, nó không phải là tận gốc, bởi vì tận gốc như tiến sĩ Nguyễn Công A nói thì cán bộ sẽ không còn ai làm việc cả. Bởi vì thì từ trung ương đến địa phương thì bất cứ một cán bộ nào cũng đều dính đến tham nhũng. Bởi vì chúng ta cũng biết là ông trưởng thôn cấp ấy cũng tham nhũng, cấp hiệu trưởng cũng tham nhũng, xã trưởng hay cấp huyện trở lên, nhiều vị đều có những tài sản rất lớn, khổng lồ. Cho nên, tuy không tận gốc nhưng tôi cũng ghi nhận là có thành công nhất định về việc đốt lò của ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng. Bà Mạc Việt Hồng nói trong một chương trình hội luận hôm thứ Năm của BBC News tiếng Việt hôm 13 tháng 8.
Cũng tại cuộc thảo luận này, bình luận về công cuộc đốt lò củi lửa chống tham nhũng tại Việt Nam, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Phản biện chính sách độc lập IDS nói: "Nếu mà chống tham nhũng nghiêm túc thì Đảng Cộng sản Việt Nam không còn ai làm việc được nữa, và nhiều người trong số họ quan chức đều dính đến tham nhũng cả, chỉ ở mức độ khác nhau mà thôi." Đại úy Võ Minh Đức, người từng phục vụ quân đội hơn 10 năm, trong trả lời của RFA hôm 13 tháng 2 nói về việc quản lý đất đai, tưởng mấy ông đó lên đến cấp tướng mà không biết gì. Nó tất tần tật là vì tiền, chung chi đút lót để nó cho người này được dự án, người kia được dự án, rồi lấy đất quốc phòng đổi trác, bán tùm lum. Không chỉ cấp tướng cỡ đồng trang lứa như tôi là cấp thượng tá, không ai mà nhà tranh vách lá, toàn là ít nhất 3-4 tầng, 4 bánh hay là có người, có cả biệt phủ. Toàn nhà cao cửa rộng, tiền ở đâu ra? Lương quân đội so với ngành khác là cao ngất ngưỡng rồi đó, nhưng chưa đủ để có những cơ ngơi bề thế như thế. Theo đại úy Võ Minh Đức, đó là bề nổi, chưa kể bề chìm là đưa con cái đi học ở nước ngoài, mua nhà ở các nước ngoài thì tiền ở đâu ra? Đó chính là tiền bổng lộc chức quyền đem lại trong quản lý đất đai và các mảng khác. Nói chung, đó là tiền từ tham nhũng. Còn theo Trung tá Vũ Minh Trí thì trước khi về hưu công tác tại Cục Kỹ thuật Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng, có thể nhìn rõ là các tướng trong quân đội có tham nhũng hay không qua những tài sản mà họ có. Ông nói với phóng viên hôm 13 tháng 2: "Tôi từng ở trong quân đội với mức lương được cấp phát để đủ sống ở thành phố đã khó, chưa nói đến chuyện mua sắm xe cộ nhà cửa. Thế nhưng tôi thấy xung quanh tôi không đến cấp tướng đâu mà cấp tá thôi, cũng nhiều người giàu có là bất thường. Và tôi nghĩ rằng với vị trí công tác như vậy thì tính chất công việc, thời gian như vậy, không thể có cách kiếm tiền nào khác ngoài tham nhũng." Ở Việt Nam có câu thành ngữ: "Nó lú nhưng có chú nó khôn", tức là bản thân ông tư lệnh hải quân ở dưới có rất nhiều quan chức hay cá nhân tham mưu giúp việc. Nếu bản thân ông ta có nhầm lẫn hay sai sót sẽ có một hệ thống cảnh báo ngăn chặn, kể cả cấp trên. Thế nhưng để xảy ra sai phạm lớn như vậy, tôi nghĩ họ không làm đâu, mà họ biết làm vậy là sai phạm nhưng họ cố tình làm sai, vì liên quan đến hàng ngàn tỷ thì ai cũng có thể thấy. Ví dụ như ra chợ mua mớ rau 5.000, 3.000 còn phải mặc cả. Đằng này đây, những khối tài sản cực kỳ lớn, rõ ràng họ phải biết nếu chênh lệch thì cũng chỉ là để chút ít thôi chứ không phải là nhiều như vậy. Ngoài chuyện tham nhũng đất đai, việc mua sắm trang thiết bị vũ khí cho Bộ Quốc phòng cũng được nêu lên nhiều dấu hỏi về những khoản lại quả hoa hồng. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, Việt Nam nằm trong top 10 nước mua nhiều thiết bị quân sự nhất trên thế giới. Cụ thể, trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018, số vũ khí nhập khẩu của Việt Nam chiếm 2,9% tổng số vũ khí bán ra trên toàn cầu. Chỉ trong năm 2016, chi tiêu quốc phòng của Việt Nam đã là 5 tỷ đô la và dự kiến sẽ tăng lên mức 6 tỷ đô la vào năm 2020 này. Liên quan đến vấn đề này, Trung tá Vũ Minh Trí cho biết ý kiến của mình: "Tôi không có thông tin thật cụ thể nhưng nghe nói nhiều, nhưng tôi có thể suy ra từ các vấn đề từ những việc nhỏ, ví dụ như mua giấy văn phòng, xe công hay quà cáp thì có đề có tình trạng ăn hoa hồng hay kê giá cao lên. Nên tôi nghĩ là việc mua vũ khí thì rất khó tránh khỏi tham ô, đặc biệt khi không có giám sát của cơ quan chức năng với lý do bảo mật an ninh quốc phòng." Nhận xét về việc đòi hoa hồng trong việc mua sắm thiết bị quốc phòng, ông Phạm Đình Trọng nói: "Cái đó thì gần như là đương nhiên ở cái lệ mua bán ở Việt Nam. Không cần phải nói thì ai cũng biết là họ đi đêm với nhau. Ví dụ mua vũ khí của Mỹ thì họ đòi đến 25% chẳng hạn. Chính vì thế mà không mua được vũ khí của Mỹ mà phải mua của những nước tham nhũng như Nga, Ấn Độ. Vì Mỹ quy định rất chặt chẽ, quan chức khó có thể tham nhũng được."
Vào năm 2017, thì trang tin Stepha Media trích dẫn một nguồn tin quốc phòng của Mỹ cho biết các giới chức quốc phòng Việt Nam thông báo cho phái đoàn của Mỹ biết trong cuộc họp của Hà Nội rằng các thương vụ mua bán vũ khí phải được lại quả 1/4 của tổng giá trị. Sau khi phía Việt Nam đưa ra yêu cầu đó, cuộc họp đã đột ngột dừng lại. Theo nhà văn Phạm Đình Trọng thì nguyên nhân các vấn đề này ai cũng biết, đó là do một chế độ tham nhũng. Đối với một chế độ cộng sản thì không thể hạn chế tham nhũng được, vì người dân không có quyền kiểm soát nhà nước thì làm sao có thể hạn chế được. Thưa quý vị và các bạn, xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ vào quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật hàng loạt tướng tá quân đội. Từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 8 năm 2020 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 47, xem xét đề nghị thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy các ông Trung tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 4, Trung tướng Trần Việt Trần Xuân Ninh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tư lệnh Quân đoàn 4, Đại tá Mai Văn Hào, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân đoàn 4 và Đại tá Phan Văn Tiên, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Cục trưởng Cục Hậu cần Quân đoàn 4 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và pháp luật về quản lý sử dụng đất đai. Đại tá Nguyễn Xuân Đông, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Kỹ thuật Công nghệ, Đại tá Phạm Bảo, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch và Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó Bí thư Chi bộ, nguyên Trưởng phòng Tài chính Kế toán Binh đoàn 15 đã có vi phạm khuyết điểm trong tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, dự án đầu tư và quản lý sử dụng đất đai tại đơn vị. Đại tá Nguyễn Văn Giang, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên hệ trưởng hệ 5 Học viện Quân y đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác quản lý sử dụng ký túc xá của nhà trường. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ vào quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Trung tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Trần Xuân Ninh, Đại tá Mai Văn Hào, Đại tá Phan Văn Tiên, Đại tá Nguyễn Văn Giang, khiển trách các ông Đại tá Nguyễn Xuân Đông, Đại tá Phạm Bảo và Đại tá Nguyễn Tuấn Anh. Trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì ông Nguyễn Phú Trọng có vẻ như cương quyết để đốt lò chống tham nhũng. Nhưng thực tế thì việc làm này của ông Nguyễn Phú Trọng chẳng qua cũng chỉ là đốt củi chống phe nhóm mà thôi. Thực ra thì ông đã sắp xếp những cái ghế béo bở nhất cho phe cánh của mình để nếu như ông không còn tiếp tục bước trên con đường hoạn lộ ở phía trước ở Đại hội 13 thì ông sẽ hạ cánh an toàn, vì đã có cấp dưới của ông là tay chân của ông che chở. Nếu không, ông có nguy cơ sẽ bị thành củi đốt lò của những kẻ mới lên không phải là phe nhóm của ông. Và điều này thì không có gì lạ nếu như trong thời gian này mà các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam bị đẩy vào lò liên tục như các tướng tá trong quân đội trong thời gian mấy ngày gần đây. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.